một bà lão đỏ gặp ngày nắng bà khóc gặp ngày mưa bà cũng khóc kỳ lạ nhất là ngày nắng càng gắt thì khóc càng dữ dội ngày mưa càng to thì khóc càng khủng khiếp có một vị la hán còn gọi là thánh a la hán là quả vị thánh cao siêu cuối cùng trong bốn quả thánh nghĩa là thực sự giải thoát giác ngộ viên mãn vị a la hán tự tại phi thường tuổi thọ vượt hơn người bình thường, không còn bị cuốn vào luân hồi sinh tử nữa, muốn duyên tịch lúc nào cũng được. cứ mỗi lần đến nhà bà lão khất thực, đều thấy bà đang khóc. ngài bèn hỏi bà: "Ôi bà lão ơi, tại sao bà lại khóc vậy?" bà đáp: "Thầy ơi, sao tôi có thể không khóc được chứ? thầy xem hôm nay nắng gắt như thế này." vì la hán nói. Nắng to như thế này không tốt hay sao? Người đi đường không bị ướt mưa. Ngày trời nắng thì dễ làm việc, tốt biết mấy. Bà lão nói, Thầy không biết đó thôi. Thằng con rể lớn của tôi bán dù đi mưa. Trời nắng thì chẳng có ai thèm mua dù. Không ai mua thì nó không kiếm được tiền. Vậy thì sao sống nổi? Đến ngày mưa to, bà lão vẫn cứ khóc. Vì la hắn lại hỏi bà, Hôm nay đâu có phải ngày nắng Là ngày mưa to mà Tại sao bà vẫn khóc Bà đáp Thằng con rể thứ hai của tôi nó làm mì Nên phải nhờ có nắng để phơi mì Hôm nay trời mưa to không có nắng Mì không thể làm được rồi Tôi lo cho vợ chồng nó nên khóc đó Vì la hắn nói Bà lão ơi Bà đừng có nghĩ như vậy Trời mưa to Thì bà hãy nghĩ là Thằng con rể lớn của bà nó làm ăn được. Còn trời nắng to, thì bà phải liền nghĩ thằng con rể thứ hai của bà có thể phơi mì. Bà nghĩ theo hướng đó thì chẳng phải là trời nắng hay trời mưa. Điều tốt, điều vui vẻ sao? Cớ sao trời nắng trời mưa gì bà cũng đau khổ não nề như vậy? Thật là tự rất cái khổ vào cho mình đó. Lời của vị La Hán tuy là nói vui, nhưng bên trong đó có đạo lý an tâm. Hay là các bạn muốn hỏi Không buôn bán được vẫn là không tốt, không sống nổi Thì phải làm sao đây? Vậy thì bạn hãy chuyển niệm một cái Mà nghĩ rằng Ngày nào cũng làm ăn buôn bán, đau động nhiều rồi Hôm nay nghỉ ngơi một chút chẳng phải tốt sao? Trời mưa thì có công việc của trời mưa Trời nắng thì có công việc của trời nắng Ăn thua là do chính bản thân chúng ta sắp xếp thôi Chỉ cần tùy theo nhân viên mà làm việc thì sẽ không có khổ não. Phật Pháp thường dạy người ta phải tùy theo cảnh ngộ mình gặp mà biết an tâm. Như thế thì đi đến đâu cũng tốt. Đi đến ngọn núi nào thì chặt củi ở núi đó. Đi đến dòng sông nào thì uống nước của sông đó. Hợp thời, hợp hoàn cảnh, nơi chốn thì ở đâu mà chẳng tự tại, ở đâu mà chẳng an vui, ở đâu mà chẳng phải là đào tràng hãy có trí tuệ chân chính đừng cứ tự mình làm cho mình khổ đau não nề bạn xem có uổng phí hay không chứ nhất là khi mọi người đang ở cùng với nhau cử chỉ động tác của một số người không tránh khỏi việc sẽ làm cho bạn bị trở ngại và tổn hại đôi chút thì bạn đừng nên nghĩ theo hướng là người ta đang trở ngại bạn bạn hãy nghĩ rằng họ có lợi ích cho bạn như vậy chẳng phải tốt hay sao chúng ta đâu phải đã có phước đức trí tuệ tròn đầy thực sự, có phước đức trí tuệ viên mãn thực sự thì được sanh về nước Phật như thế tôi biết mấy. bạn chỉ có thể xả bỏ phàm tình, buông bỏ chấp trước, hòa hợp với tính tình của người khác thì người ta sẽ hòa hợp với tính tình của bạn. như vậy thì mọi người đều được an vui tự tại. bạn hay chấp giặt không có lòng khoan dung thì tự mình làm khổ mình còn làm cho người khác khổ theo ngàn vạn lần đừng như thế tất cả mọi pháp trên đời đều là tương đối không có gì thập toàn thập mỹ cả cũng như ý nói cây kim không thể nhọn hai đầu một sự việc có tốt thì có xấu có xấu thì có tốt không có việc gì hoàn toàn tốt đẹp đương nhiên cũng chẳng có việc nào hoàn toàn xấu hết gặp việc xấu bạn hãy nghĩ đến mặt tốt của nó gặp việc tốt bạn hãy nghĩ đến mặt xấu của nó như vậy thì bạn liền có thể làm được việc thấy tốt không vui thấy xấu chẳng giận giữ được trong ngày từ sáng đến tối đều ở trong định đừng vì hỷ độ ái ố mà tổn hại đến tâm của bạn tám dạng bốn ngàn pháp môn mà đức phật nói phải biết vận dụng một cách linh hoạt nhé người đều là người tốt nhà chúng tôi đều là người xấu thế gian này rốt cuộc là cái thế gian phiền não ác trượt nhà nào cũng đều có một quyển kinh khó tụng hy vọng các bạn từ nay đừng có tụng kinh khó tụng nữa nhé chỉ cần bạn niệm nam mô a di đà phật niệm nam mô quán thế âm bồ tát niệm chú đại bi là được rồi nếu người ta có tìm đến bạn thì bạn liền niệm nam mô quán thế âm bồ tát nam mô a di đà phật nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia dạ. nam mô a rì gia bà lô kiết đế thước bát ra gia dạ. bồ đề tác đỏa bà gia như vậy thì vạn sự được đại tốt lành rồi mọi chuyện trên đời hãy lấy việc không biện minh không tranh luận làm giải thoát bây giờ tôi xin kể một câu chuyện cười cho quý vị nghe thực tế đây là sự thật chân thực cũng là dạy các bạn ở trên thế gian biết làm sao, biết làm thế nào để độ thoát cái nhân sinh này. Chuyện kể rằng có hai nhà hàng xóm trái phải ở cạnh nhau. Nhà bên trái ngày nào cũng cãi lộn xào xáo, hàng ngày đều có chuyện thị phi nói ra, nói vào. Chẳng những là vợ chồng con cái cãi cọ với nhau, mà có lúc con cái còn cãi lộn với cha mẹ. Gây cãi quá nhiều, mọi người đều bực bội rồi mà. Thế nhưng, Nhà hàng xóm bên cạnh lại đúng là một gia đình Cha mẹ từ ái Còn cái hiếu thuận Là một gia đình vô cùng có phúc khí Cái gia đình cãi cãi cọ cọ suốt ngày ở bên trái này Một ngày nọ đặc biệt qua hỏi nhà hàng xóm bên phải Ông ta nói Nhà tôi thật sự là cãi vã với nhau đã quá khổ sở rồi Rốt cuộc là bên nhà ông có bí quyết gì vậy? Chẳng những không nghe nhà ông cãi vã với nhau Mà ngay cả việc nói chuyện to tiếng cũng không thấy Chung quy lại là nhà ông có bí quyết gì thế Ôi dào Chẳng có gì đâu ông ơi Xin ông hãy nói một chút đi Chỉ cho chúng tôi một chút đi Để những phiền não trong nhà tôi được cải thiện một chút Nếu ông nhất định muốn tôi phải nói Thì thật ra cũng chẳng có gì to tát cả Đó chính là do chúng tôi thường nghĩ nhà ông đều là người tốt cả nhà tôi đều là người xấu hả đây tóm lại là ý gì vậy ông gia đình ông từ cha mẹ đến con cái đều đang cùng nhau làm việc làm sai rồi thì đều là đối phương làm sai làm đúng thì đều là tôi làm đúng cho nên nhà của ông đều là người tốt việc gì làm sai rồi đều trách người khác là ông bà con xấu xa quá còn cái gia đình của tôi thì phàm làm điều gì sai đều là tôi làm sai, đối phương không sai, sai đều là tôi sai, tôi xin lỗi. Hãy xin lỗi đối phương là như thế đấy. Một mình không sợ làm sai điều gì, vì là con người chứ có phải thánh hiền đâu. Ai mà chẳng có sai lầm, nhưng sai rồi thì bạn phải nhận sai. Chỉ sợ nhất là sai rồi mà không chịu nhận lỗi, còn bắt lỗi sai của người khác nếu như vậy thì không chỉ là anh em cãi vã gây gỗ thậm chí cả mẹ con cha con cũng sẽ cãi cò xích mít trong gia đình nào mà có hòa khí thì đều nói rằng nhà chúng tôi đều là người xấu phàm là chuyện xấu đều do tôi làm đấy bạn xem như thế có thật là người xấu không chứ còn cái gia đình nào mà cả nhà cứ cãi cãi cọ cọ rồi họ luôn nói là tôi là người tốt chuyện xấu đều là người kia làm tôi là người tốt nhất Cái triết lý này các bạn nghe hiểu rõ chứ Đơn cử một thí dụ thế này Giống như một ly trà đã uống hết một nửa Người anh trai tiện tay để ở trên một góc bàn Thằng em nhỏ chạy qua bất cẩn Đụng một cái liền khiến cho cái ly rớt xuống đất vỡ tan Tay cũng bị phỏng luôn Người anh liền mắng nó Sao mày đụng vào cái ly của tao Làm dở luôn rồi kìa Thằng em đáp Sao anh không để cái ly cho đàng hoàng ngay ngắn Thế là hai anh em liền cãi nhau Nếu như người anh nhìn thấy đứa em làm vỡ cái ly rồi mà biết nói là Ủa nước trà nóng có làm phỏng tay em không Là do anh không đặt ly cẩn thận Khiến cho em làm vỡ mất cái ly rồi Nói như vậy chẳng phải là thiên hạ thái bình không Phàm tất cả mọi chuyện đều có nhân quả của nó Lại càng có một thứ nhân quả hiện tiền Bạn trách người ta không tốt Người ta sẽ liền trách bạn ngay nếu bạn khiển trách bản thân mình rằng Tôi đã làm sai rồi Được thế thì lỗi nào người ta cũng tha thứ Và chấp nhận cho bạn được Mọi người trong việc đối nhân xử thế Hãy giữ lấy việc này cho kỹ Được vậy thì bạn đi đến bất kỳ nơi nào trong thiên hạ Cũng đều được thái bình Kỳ thực, thế gian vốn chẳng có chuyện gì Chỉ là do kẻ tầm thường tự chuốt phiền phức vào mình thôi Thì phi đều do tự mình chuốt lấy Người biết rõ như vậy thì làm gì có thị phi. Mọi người đến chùa này rồi thì phải lấy được của báo. Đồ quý báo của Phật pháp thì phải biết mà lấy, của quý trong thế gian thì không được lấy, chớ đừng có ham. Phật pháp dung hội hết cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian, nên là pháp viên mãn nhất. Ở thế gian này, nhận sai, nhận lỗi chính là bảo vật đáng quý nhất trong đạo sự thế làm người. Hôm nay Lão Hòa Thượng tôi đem cái của báo này hiến tặng cho quý vị Điều mà con người hay tự rước phiền phức cho mình nhất Đó là làm sai rồi mà còn cứ không chịu nhận lỗi Đó là thứ khiến cho người ta ghét nhất đấy Gia đình trung phú kia lại sinh ra bốn thằng con trai kém cỏi Bốn thằng con này chỉ thích ăn mà lười làm việc Lại còn làm những việc không đứng đắn Kết quả là khiến cho cả gia đình vốn dĩ cấm cá, nay trở thành nghèo khổ cùng cực một ngày nọ người cha già bị bệnh sắp qua đời gọi bốn thằng con trai đến bên giường bảo rằng các con à cha sắp chết rồi bốn đứa mày sau này sinh sống làm sao đây lời ông thốt ra thì thào yếu ớt nhìn bộ dạng rất thảm hại Mấy thằng con trai dở tệ của ông Nghe cha nói như vậy Liền nghĩ thầm Làm sao bây giờ Có cha thì dựa vào cha Cha không còn nữa Thì phải sống sao để qua ngày được đấy Hay là chờ chết luôn Nhưng bây giờ mình vẫn còn trẻ mà thì Sao có thể chờ chết được Người cha già nói Chào ôi Cha biết là sẽ đến một ngày cha phải chết mà cha vừa chết thì cuộc sống của mấy đứa con liền có vấn đề ngay thôi cho nên lão già này đã sớm chuẩn bị cho tụi bay xong rồi cha có để lại một số vàng để dùng vào cuộc sống sau này khi tụi con cần thiết đám con trai nghe thế liền tỉnh táo ngay hỏi cha vàng để trong nhà phải không cha người cha trả lời bây giờ thời cuộc không tốt xã hội động loạn không an. 40 lượng vàng, cha làm sao dám để ở trong nhà chứ? Vậy thì vàng để ở đâu cha? Người cha đáp, cha để ở trong ruộng lúa trồng ngũ cốc ở dưới chân núi. Ở đó có mười mấy mẫu ruộng. Mười mấy mẫu ruộng đất đó, cha của chúng đã đem bạn khí ước giấu kỹ lại nếu không thì cũng bị chúng bán mất tiêu luôn rồi người cha bảo vàng cha chôn ở dưới ruộng cụ thể là chôn ở chỗ nào cha cũng không nhớ nữa dù sao thì số vàng đó cũng đã chôn ở trong mười mấy mẫu ruộng đất đó rồi còn gì tụi bay đi kiếm đi cha sắp chết tới nơi rồi bốn đứa bay đi muốn giữ được tính mạng của mình duy trì sự sống thì hãy đi mà tìm bốn mươi lượng vàng đó về bốn thằng con trai nghe người cha nói như vậy đều không nghĩ là cha chúng sắp qua đời rồi thì phải làm sao đây chẳng những trong lòng không có chút nào hổ thẹn mà khi vừa nghe đến bốn mươi lượng vàng thì tinh thần liền phấn khởi lên ngay người cha vừa mới nói chuyện với chúng buổi tối thì chúng đợi không nổi đến sáng mai ngay đêm đó, bốn thằng đều cầm cuốc lao ra ruộng, ra đồng để trồng trọt ư? Không phải, là để đào đất đấy. Đào đất để làm gì? Để tìm vàng. Bốn anh em chúng đào cả đêm đến khi trời sáng mà vẫn không tìm thấy vàng. Trải qua một đêm lao động, chúng nó đều mệt mỏi, không tìm thấy vàng, chỉ còn cách về nhà nghỉ ngơi. Nhưng về đến nhà để nghỉ thì lại nghĩ không yên bốn thằng đều nghĩ thầm trong bụng rằng một mình ta quay lại đó tìm thử nữa nếu tìm được thì cất giữ luôn số vàng đó là của một mình ta thôi bốn thằng con trai đều cùng lúc trộm nghĩ y như vậy thế là mỗi đứa lại tự mình chạy ra ruộng lần đầu tiên đào đất đất được đào không sâu lắm nhưng đến khi đào lần thứ hai đất được đào lại sâu thêm một ít nhưng vẫn chẳng thấy vàng đâu cứ như thế chúng đào liên tục hai ba ngày lùng sục khắp hết vẫn không thấy chúng nó cũng đã mệt rã rời sức tàn lực kiệt rồi cha của chúng chỉ đã qua đời hai hôm trước rồi bốn thằng con ngày thường đều là loại háo ăn lười làm thân xác càng nhàn rỗi ở nhà thì càng lười biếng càng trở nên vô dụng Thế nhưng trải qua hai ba ngày nay phải lao động, gần cốt trong toàn thân chúng đều hoạt động trở lại. Tinh thần cũng hưng phấn hẳn lên. Có lẽ là Phúc đã vào đến tâm linh. Trong lòng có chuyển biến rồi, nên điều nghĩ. Dù sao đi nữa thì đất cũng đã lỡ bị đào xới hết lên rồi. Thôi thì cố gắng san bằng đất lại mà trồng cây ăn trái cho rồi. Khi chúng đã quyết định làm việc này rồi, thì có muốn nhàn tản cũng chẳng nhàn nổi bèn đem đất ở đồng ruộng cao bằng rồi trồng cây ăn trái chờ đến khi thu hoạch thì đem bán đi tính tới tính lui thì cũng vừa bằng 40 lượng vàng bốn tên con trai cuối cùng cũng hiểu ra rằng ôi trời thì ra cha mình nói trong ruộng có 40 lượng vàng là cha gạt anh em mình đó ý cha là muốn chúng ta trong khi làm lụng lao động mới cầu được hạnh phúc cầu được an lạc thật sự Câu chuyện này có đạo lý chăng? Các vị nghe xong hãy suy nghĩ xem. Cái đạo lý này không cần đến tôi phải bình luận, nhận xét gì đâu. Nói là kể chuyện, thực ra đây là sự thật. May mà trong cái ruộng đó không có chôn dấu vàng. Nếu mà thật có chôn 40 lượng vàng, thì khi chúng nó tìm ra được, sẽ liền đem đi ăn uống cờ bạc hết, cuối cùng lại không còn gì nữa có mảnh ruộng cho chúng nó đi trồng trọt làm lụng như vậy con người mà chăm chỉ thì ruộng đất cũng không thể lười biếng cứ chịu cực chịu khó thì ắt sẽ có thu hoạch mọi người đều biết đấy đức thế tôn thích ca nhập diệt đến nay đã gần ba 000 năm bây giờ chúng ta tuy là không gặp được đức thích tôn vì là thời kỳ mạc pháp mà nhưng đức thích tôn có pháp đem tám vàng bốn 000 pháp môn để lại cho chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới pháp này là công đức đấy nhé không chỉ là đáng giá bốn mươi lượng vàng hay mười mấy mẫu ruộng đất thôi đâu mà là nhờ vào sự gieo trồng phước đức và công đức của đấng thích tôn từ vô lượng kiếp đến nay y theo những giáo pháp này mà dân làm thì sẽ được giải thoát pháp nhân duyên hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên nói một cách ngắn gọn sơ lược thì pháp này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi nhân duyên hội hợp thì gọi là sanh nhân duyên tan rã thì gọi là diệt sự thật vốn không có cái gì sanh cái gì diệt cả duyên sanh khởi pháp mà chỉ cần bạn cần cù giữ đúng bổn phận mỗi người đứng trên cương vị của mình các bạn chịu khó lao động thì mỗi người đều sẽ có được phước báo của riêng mình. Hộ trì Phật pháp bằng đức hành Tôi hỏi sư phụ, con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện, hay bố thí tham gia pháp hội. Nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện đâu cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp Làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy Chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi Thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay Không đem theo được gì Danh lợi giống như khói mây thoáng qua Không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạng chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện, thì tự diện mới thành là đạo tràng dạng đức trang nghiêm hóa độ thập phương rộng rãi hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sự tính giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp khi tụng kinh không nên tham nhiều tham mau đọc lu lu trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm khẩu mắt phối hợp hộ tương cho đồng chẳng nên hôn trầm tán loạn tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si mà phải hằng có tâm điều phục chúng giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ này rồi bà nói sư phụ phê bình rất đúng bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân bình và chân thành biểu lộ sự ăn năn sau đó bà buông bỏ hoàn toàn không thèm quan tâm đến chuyện bình tận nữa cứ ở nhà tụng kinh địa tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy, thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra, thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, kiên trì tùng kinh địa tạng. Lúc tùng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày, bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó, bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quá thực, đúng là kỳ tích. Đến nay, đã gần năm năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ dưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, Pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần Pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì, lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? lúc con vật bị giết lòng đầy kinh hoàng oán hận hồn phách khó siêu mà thường theo kẻ thủ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán lâu dần thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi ví như một kẻ cắp sách tới trường thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó đây cũng là điềm báo sau khi chết họ sẽ thành loài đó đọc trong sử chúng ta thấy mẹ ông mạnh tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành có được ảnh hưởng tốt điều này dễ hiểu thôi gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện nếu thường thân cận phật thánh sẽ có tâm như thánh nhan diện sẽ hiền lương như mặt phật vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng những kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa hòa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn binh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon, bổ không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói: Bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc: Ăn tám lượng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống nhiều người ăn đủ thứ thịt bị mỡ thừa tích tụ thân đầy độc chất máu bị nhiễm trượt cơ thể bị trúng phong sinh cao huyết áp ung thư cuối cùng hết thuốc chữa nếu nói thực tế chưa bàn đến nghiệp báo thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi vì rước mầm bệnh tâm oán hận vào mình lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bệnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa ăn chay giúp tiết dục tịnh tâm giúp ích cho sự tu tập rất nhiều vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trượt tính linh dơ bẩn ăn giàu dục nhiều tinh thần tối tâm cho nên từ cổ chí kim những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy nói thực tế ăn thịt nhiều rất có hại chẳng ít lợi gì nhất là người lớn tuổi sức đề kháng suy yếu ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít, hại ít là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng tự tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng trăm mạng con vật cũng có quyền được sống giết chóc chúng bừa bãi không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên hủy diệt lòng từ ái đức phật thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta là đệ tử phật cũng nên học theo hạnh ngài hãy đối xử từ ái với loài vật dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng hành nhiều bố thí xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ à? tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong Có cái thầy nọ Bói cô ấy á, Mấy năm nữa đi vào quan giận Mà không có tài giận Vì vậy á Không cho giữ chức tổng giám đốc công ty Nói vậy thì vô lý quá Xin thầy khai thị ạ. À. Dù nói số mệnh Nhưng người tu hành Có thể cải đổi số mệnh Đã gọi là số mệnh Thì có ba phần là mệnh Bảy phần là giận Đây chính là thời giận cho nên nói, Thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối, thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường nó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ dưới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tùy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiền tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân súc sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện. Phật từng khóa làm thân nai, trong quan thế âm bồ tát phổ môn phẩm cũng từng giảng bồ tát quan thế âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh nhân đó chuyện này không có gì lạ con chó đó là hiện thân thuyết pháp người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh được không thầy đoàn thể học phật là lò luyện lớn có thể dung chứa hết tất cả phật pháp là chí cương không có gì xu ngã phật pháp cũng chí nhu rất mềm mại không có gì đâm thủng bởi vậy chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm thì có thể chung tay dựng xây việc lớn mạnh cư sĩ hồng cư sĩ sắp kết hôn muốn xin thỉnh giáo sư phụ hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình phật hóa thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng, cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng, tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương, dạy con thành tài, hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây tất gia đình hòa thuận hạnh phúc tương lai hết nghiệp ta bà đồng sinh cõi tịnh tu hành dạ con muốn hỏi sư phụ con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật thiên tân muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không làm người cần chánh làm con cần hiếu làm học trò cần siêng tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điểm này, thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật Pháp cùng người. Phải chăng có chỗ không đúng? Giảng Pháp cần chú ý gì? Xin Sư Phụ cứ dạy. Hoàng dương Phật Pháp cố nhiên là việc tốt. Nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, Nói nhiều vô ích Người làm thầy Nhất định phải tuân giữ quy củ Trước phải điều phục mình Sau mới điều người Sống không hành đúng pháp Chính là phá hoại đạo làm thầy Thế thì sao có thể là vô phạm cho hàng hậu học Cẩn thận ghi nhớ Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy Tu hành là chịu khổ khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa tu hành không nên gấp không nên nông nóng cầu mau thành chư phật bồ tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn, trước tiên phải đem tam độc, tức là tham, sân, si, lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến đây, nôn hết ra, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ, nạp cái mới. Cho nên học Phật trước phải phá ngã chấp không nên thấy toàn thị phi mắt chỉ lo nhìn lỗi người phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến đây chiêu cảm nên phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả còn những phản ứng kình chống ngang ngược không nên mặc tình làm hại cây cỏ một ngày vào năm 1993 một nông dân tên Thi khoảng 33 tuổi đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp hòa thượng Diệu Pháp hai năm trước nơi vách thực quản của ông Thi một một ung bú lành tính khi phẫu thuật bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho mây lại nối với bên trên rồi nhưng chẳng bao lâu, chỗ cắt tuy đã lành, song bên trong thực đạo, nơi tiếp giáp với vòm miệng, chẳng biết vì sao lại một ra một mầm thịt tròn, ngăn cản thức ăn, khiến ông đuốt gì cũng bị nghẹn khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút, từng chút một mới được. Được một năm, thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ, sáu tháng sau, mầm thịt lại mọc ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bú thịt cứ mọc mãi, ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ, mỗi lần dùng bữa giống như thò cực hình vậy. May, ông gặp ông bạn họ Trương, nhân vật chính trong câu chuyện Gà Trống Long Vàng, xin đọc báo ứng hiện đời tập 1, giới thiệu. Nên, ông mới mạo mùi tìm đến, cầu xin hòa thượng giúp cho hòa thượng hỏi ông có chặt qua cây nhỏ nào không đại khái thân to cỡ cái chày nông dân nhớ lại đáp dạ con chỉ đốn có một lần cây này á mọc tại bãi đất trống trước nhà con nó mọc uh, hơn một năm rồi sau đó con dùng cây rìu á chặt đi hiện giờ cây rìu vẫn còn nhưng không lẽ do con chặt cái cây nhỏ xíu vậy mà con bị ung bú thực quản sao việc này quá lạ ngoài sức tưởng nên bệnh nhân rất hoài nghi cho dù thắc mắc lắm nhưng ông thi không thể không tin bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu từ mười mấy năm về trước nhưng vì sao hòa thượng xa lạ này là có thể biết rõ vanh vách như thế hòa thượng khai thị cây cối sinh trên đời là tạo phúc cho nhân loại chẳng hạn như các việc xây chùa dựng nhà bắt cầu nghĩa là có tạo dựng chi đa phần đều nhờ đến nó trong kinh địa tạng từng kể rất rõ sơn có sơn thần địa có địa thần thủy có thủy thần như vậy thảo mộc vẫn có linh thần gá nương vào tu hành cho nên trong lúc cây chưa trưởng thành không nên tùy tiện chặt bỏ thứ nhất làm lãng phí tài nguyên thứ hai làm thương hại thọ thần gá nương khiến họ có thể ôm hận hành ông mắc bệnh để trả quả từ nay về sau ông không nên mặc tình làm thương hại cây cối hoa cỏ cho dù có phải phát trừ cỏ hoang thì cũng phải vì nó niệm mấy câu phật rồi mới chặt gốc dẹp trừ bởi vì ở nơi gốc cỏ cũng có nhiều sinh mệnh tồn tại ông phải biết là các vị tu hành thời xưa mỗi khi muốn chặt cây cối trưởng thành cũng phải lên tiếng thông báo xin thỉnh thọ thần về nhà hơn nữa ông nên phát tâm ăn chay phải vì cây nhỏ đã chặt kia mà tụng ba bộ kinh địa tạng thì ung bướu nơi thực quản sẽ dần dần tiêu trừ. Ông có tin hay không vậy? Dạ có, nhưng mà thầy chỉ con chỗ nào để con thỉnh kinh địa tạng về con tụng? Tới phòng kinh sách phổ thông của chùa mà thỉnh. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Sư phụ. Vì sao hài nhi khóc? Đầu xuân năm đỏ, tiết nhang là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc tết nhà của sếp gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt tiết nhang thấy tình cảnh này vừa gọi điện cho tôi cầu cứu tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ sư phụ bảo tiết nhang trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản tôm cua cá không? Họ đáp Dạ phải, dân vâng ở Đài Loan á, thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa Sư phụ bảo Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa Và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua Thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay họ không hiểu, chất vấn. Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? Sư phụ giải thích. Đài Loan đạo Phật rất thịnh, thế mà hai vị đối với Phật giáo lại không biết chút gì sao? Họ đáp. Chúng tôi là ngoại đạo, theo tín ngưỡng thờ lão gia của Đài Loan mà đạo này không cấm ăn các thức hải sản tươi sống sư phụ nói thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và chực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận tuổi trẻ dương khí thịnh nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng? Đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quý phá. Tức là khiến nó sợ hãi, khóc mãi không ngừng. Hoàng gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiều tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù phải biết các ấu nhi dưới ba tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy sau ba tuổi do dục vọng thế gian tăng gia dần dần che mờ hết nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn nếu muốn oan gia không quấy nhiễu hù dọa đứa bé nữa thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa hai vị cần tuyên bố như vậy rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu nam mô a di đà phật để siêu độ chúng làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay Ta biết hai vị không tin, nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư? Đối phương do chờ một lúc, bước đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện. Chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa. Sau đó, sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ chỉ lặp lại mới vài câu, thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần, rồi từ từ dứt hẳn. Điều này khiến cho ông chủ Đài Loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động, cất tiếng cảm tạ sư phụ. Vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ. Hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua, siêng năng điệm Phật, siêu độ chúng chưa hết từ đây về sau còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ nên dính chút thời gian đến thiền viện đại bi thỉnh một số kinh sách về đọc hai vợ chồng đều hứa nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng hai ngày sau tiết nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm hòa thượng diệu pháp lễ tạ nhưng Sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Bệnh của ba tôi, Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định trong khi Phật Pháp truyền sang Hán. Đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt khảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú, gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ, có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp, không cho tán thức và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ vì phạm thiên và nhị thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý như lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang, trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn trong kinh lăng nghiêm phật nói a nan đây là câu văn bí mật vi diệu từ hào quang phật đánh tụ hội của mười phương chư phật mười phương như lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi phát tâm chí thành đạt được a la hán không trì chú này mà tọa đạo tràng khiến thân tâm xa lìa ma sự thì không có điều đó. Trong kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói, nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng khiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngủ vô gián, thảy đều tiêu diệt. Sinh ra, thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong nhiêu, thường được xuất gia, trong kinh đại bi tâm đà la ni nói lúc tụng chú mười vương chư phật đều đến chứng minh tất cả tội chướng đều tiêu diệt tất cả tội thập ác ngũ nghịch phá trai phạm giới phá tháp hoại tự trộm vật chúng tăng làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh tất cả trọng tội ác nghiệp như thế thảy đều tiêu diệt chỉ trừ một việc nơi chú sinh nghi thậm chí Tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt Huống là trọng tội Tuy chẳng diệt trọng tội ngay Vẫn có thể trồng dân bồ đề về sau Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh Và uy thần công đức Phật chú Bắt đầu từ bệnh của phụ thân Ba tôi đau bao tử nhiều năm Tùy theo tuổi tác tăng Bệnh bao tử càng ngày càng đau Hôm đó Khi trời lạnh buốt Ba tôi ăn sáng xong Thì lái xe đi làm Đến trưa Thì cảm giác bao tử nóng Muốn nôn Ông mới ủa một tiếng Máu tư tuôn ra Giống như núi lửa phun trào vậy Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn Không biết phải làm sao Một người nhanh trí Đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa Rồi gọi điện báo cho tôi hay Nhận được tin Tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu Do vội vàng, nên tôi chỉ mang theo bình cuốn sách nhỏ, có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệt, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu, nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói. Người này thổ huyết quá nhiều. Nếu như không khống chế được á, thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á, thân nhân nhớ chú ý quan sát. Hệ thấy thổ huyết nữa, thì phải lập tức cho truyền máu. Nghe bác sĩ nói, khó khăn lắm, ba tôi mới đưa được tay lên khóa khoác tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ. Dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên, bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây, chỉ nghe tụng chú trên đĩa cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm, ác có cảm ứng, Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến, tôi cứ đọc mãi, đọc mãi, cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng. Sáng hôm sau, ba tôi phải làm kiểm tra bao tử, tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Quy lực chú Phật Khóa không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bú được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử trong thời gian cha tôi nhập viện tôi tụng thầm bảy bộ địa tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện việc này càng khiến tôi tăng thêm tính tâm kiên định học phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú phật tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh giúp nhiều người biết đến phật pháp sớm lìa khổ được vui giải thích thêm các chú phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú dùng tâm từ bi bình đẳng bồ đề tâm cung kính tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh tâm dư như, như bất động tâm tỉnh táo sáng suốt tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh hóa giải oán cừu chuyện ác duyên thành thiện duyên được đại tự tại đại sư ấn quang nói Tụng chú quý ở chỗ thành tâm cho dù không biết nghĩa nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành cung kính trì tụng lâu dần nghiệp tiêu trí sáng có thể đạt được phật ý chúng ta hãy y giáo phụng hành phụng hành phí phạm của trời tội rất lớn một ký giả tờ báo ít nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị một hôm cô hỏi sư phụ con bị bao tử nhiều năm đã chữa trị mà không có thấy kết quả có phải do đời trước con làm điều gì xấu không sư phụ hỏi phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi ký giả kinh ngạc nói trời ơi sư phụ đúng là có việc này từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao vậy mà cũng có tội sao sư phụ cười nói phải biết phí phạm là tội rất lớn lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng nhưng con vị không ưa thấy không hạp khẩu vị nên bỏ nó như vậy rất lãng phí phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói còn phải cảm thấy xấu hổ vì điều này lại nữa quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực chà đạp thức ăn nên đời nay mới bị quả báo như vậy nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt vì vậy con phải tuyệt đối cẩn trọng không nên phí phạm nữ khí giả tỏ vẻ ăn năn hỏi con phải làm sao đây sư phụ phải phát tâm sám hối từ đây về sau, thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi, con cũng lại lưng hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. <cười> rất tốt. Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn, ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó, đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi dội vàng nâng súng lên để bắn, bầy khỉ lông vàng hết sức quảng sợ. Nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát thế là khỉ bị trúng đạn chết trên cây con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị cho săn cắn chết lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên nó dùng tay chỉ chỉ vào con rồi nhìn tôi xua xua tay sau đó lại chỉ vào mình nó ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết, và gian sinh tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, dội vàng bỏ súng xuống. Tôi đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn, tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh, nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình, tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? tại sao lại nhẫn tâm giết bán da xương của nó tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người à, thiệt là tội lỗi hòa thượng còn kể bạn ông có tài thiền xạ ưa bắn phá tổ chim những con chim bắt được anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu nhiều vô số kể anh ta ưa bắt lương cá ếch rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bú độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn mọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rửa, nằm trên giường kêu đau đớn. Mùa đêm mưa to anh đi ra ngoài. Bất cẩn, nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó, vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên, có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim, tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói, Từ đó, tôi bỏ hẳn nghề săn bắn, và thầy không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp, Tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Tin chắc nhiều đời Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đỏ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho hòa thượng nghe nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn hai mươi tuổi tướng mạo trang nghiêm trước khi xuất gia họ đều đã tốt nghiệp đại học có bằng thạc sĩ sau khi họ phát tâm xuất gia rồi thì tụng niệm bái sám kinh điển thuộc mau các oai ghi mỗi mỗi đều ổn Để ra hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng nhưng ngặt nổi họ mắc phải chứng bệnh đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly mới đầu, đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần, trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình, bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc, thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó, thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng, nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè, lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Có tranh cãi cho lắm, thì y vẫn không chịu để cho ý xa mình đứa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng, vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học, cũng chung trường. Ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần ít ở ngoài tầm nhìn của y là trong lòng y rất bất an. Đi y, e. thưa với trụ trì rằng. Con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy, mà sư trụ trì hy vọng hòa thượng diệu pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể cách đây ba đời bọn họ từng là mẹ con mẫu từ tử hiếu kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê quan hệ càng kháng kích như keo sơn quấn quít không rời suốt cả một đời do tâm dâm ái sâu nặng nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp. Nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục có muốn tiếp xúc với phật pháp cũng khó được kể xong hòa thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi lập tức phát nguyện buông bỏ hết họ cùng lên đại điện xin sám hối phát thệ sẽ tu hành tốt tình chấp trói buộc chỉ khi ở trong nghịch cảnh người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra mong sớm được lìa khổ được vui cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học phật thế nên những khảo nghiệm những mài luyện đó bao gồm cả thân nhân quyến thuộc thực tế đều là đại thiện tri thức của mình chúng ta nên dùng tâm cảm ơn tâm chân thành mà đối đãi với họ tiêu hồng có một người mẹ thiện lương bà đối với cô đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo từng ly, từng tí, nhưng do sát nghiệp chướng ngại. Đến nay, đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mọt ngọt của tỉnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút thì di động của tiểu hồng liên tục reo vang trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở dặn dò nàng phải về nhà sớm bình thường ngay cả tiểu hồng vào sở làm mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm thậm chí khi nàng ở nhà xem sách mẹ vẫn theo dõi hỏi giờ con đang xem gì đó nàng mặc áo ăn cơm hay làm gì mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do, và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo hợp mặt, dự tính sẽ về một, một chút trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi. Nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là hợp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng dẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui cứ gọi điện hỏi mãi tiêu hồng luôn phải chịu đựng vỗ về trấn an có vậy những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại tiêu hồng vô cùng thắc mắc hỏi tôi vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy tôi đáp duyên khởi duyên diệt tất cả đều có nguyên nhân hậu quả tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó, giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ u việt. Hàng ngày luôn có thức ngon, cái lòng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài rất khát khao được tung cánh tự do thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái nên ông quyết định số mệnh đó suốt đời phải bị nhốt trong lòng này con chim thờ cổ đại đời nay là mẹ của tiêu hồng còn tiêu hồng chính là vị vương tử thời xưa đó do khiếp xưa nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc nên đời này phải lạnh lại quả báo y hệt như vậy cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc giữ chặt bên mình dù tuổi hơn ba mươi nhưng nàng vẫn không có tự do con bạch mã chính là cha của tiêu hồng theo như lời tiêu hồng xác nhận hồi nàng còn nhỏ cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn ngù rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ, chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống, và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tính với đạo Dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có là một bài thơ chim họa mi như sau, trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông, giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do, nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn ba mươi, lại bị tình chấp đó trói buộc, không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu, do vương tử phát ra tâm tham ái, và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do. Thì đời nay, chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái, chiếm hữu đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương Phật dạy do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh viên giá thì nói, nên biết, ái là còi rễ sinh tử luân hồi, có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luôn phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp, tu hành giống như đi trên băng mỏng phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát.